Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, trong lúc cùng tiểu tiên nữ bỏ chạy, Vân Triệt đã vô tình rơi vào vùng đất thí luyện Long Thần. Tại đây, để cứu được tiểu tiên nữ, anh ấy đã quyết định tham gia thí luyện truyền thừa của Thái Cổ Thương Long. Không chỉ thế, vì bảo vệ huyền mạch của nàng, Vân Triệt không tiếc bất cứ giá nào mang nàng vào bên trong không gian thí luyện, cho dù như vậy, độ khó của khảo nghiệm sẽ tăng lên. Và rất nhanh, sau khi đưa ra quyết định, cả hai đã có mặt ở Long Thần thí luyện chi địa. Ở ải thứ nhất, Vân Triệt buộc phải thông qua sự tấn công của Nham Long chiến sĩ. Ôm tiểu tiên nữ bằng tay trái, cầm Bá Vương kiếm trên tay phải, anh ấy không ngừng đón đỡ những đòn công kích đang phóng đến. Sau khi giải quyết hết Nham Long chiến sĩ, Vân Triệt chưa kịp thở ra hơi thì đã xuất hiện thêm một đám Nham Long xạ thủ. Bởi vì vừa ôm nữ nhân vừa chiến đấu, cho nên thân thể Vân Triệt khó mà có thể chuyển động linh hoạt được. Chính vì lẽ đó, trong một khoảnh khắc bất cẩn, Vân Triệt đã bị mũi tên bắn trúng. Vào thời khắc sinh tử, Vân Triệt đã có một thỉnh cầu được biết tên của tiểu tiên nữ, và trong tình huống ấy, mấy ai có thể tỉnh táo từ chối ân nhân cứu mạng mình cơ chứ? Sau khi biết cô gái trước mắt tên là Sở Nguyệt Thiền, Vân Triệt lại càng quyết tâm hơn, hắn nhất định phải cùng nàng sống sót rời khỏi đây. Lúc này, trong đầu Vân Triệt chợt hiện lên một ý tưởng táo bạo, chỉ thấy hắn vung trọng kiếm trên tay huyễn hóa ra một kích Phượng Hoàng phá diệt sát. Thấy vậy, mặt Lệ Tất kinh hô lên, không ngờ trong tuyệt cảnh cận kề, người lại có thể dung nhập Phượng Hoàng Phụng Thế Điển, tàn quyết với Thiên Lang Ngục Thần Điển tổng quyết. Sáng tạo thành công cho một lần sản sinh ra huyền kỹ kết hợp bởi trọng kiếm và Phượng Hoàng Chi Viêm, ngộ tính bậc này cũng quả thật quá đỗi yêu nghiệt. Và tất nhiên, uy lực trong một kích này đã đánh bại toàn bộ Long Nham xạ thủ trước mắt, nhưng thí luyện Long Thần không chỉ đơn giản như vậy. Ngay lúc này đây, một Nham Tương chiến tướng cấp linh huyền cảnh ngũ cấp đã xuất hiện. Thấy vậy, mặt Lị lo lắng kêu hắn mau bỏ nữ nhân kia ra. Lúc này, cho dù bản thân hắn không chịu vướng bận bất cứ điều gì, cũng khó có thể đánh bại được đối thủ. Tuy nhiên, Vân Triệt vẫn quyết định không bỏ rơi Sở Nguyệt Thiền. Trong nháy mắt, khi Nham Tương chiến tướng phóng tới, huyền lực trong cơ thể Vân Triệt sôi trào, tà thần huyền mạch đệ nhị cảnh bộc phát ra. Lần này, kết hợp với Phượng Hoàng phá chi diệt, Bá Vương cự kiếm trong tay hắn vung lên, một kích Phượng Hoàng Thiên Không Vũ trực tiếp phóng ra đón đỡ công kích đang lao tới trước mặt. Không dừng lại ở đó, Vân Triệt xúc tích toàn bộ huyền lực còn sót lại trong cơ thể, sau đó đồng thời đánh ra Thiên Lang Trảm về phía Nham Tương chiến tướng. Hai đoàn công kích trong nháy mắt va chạm, tạo nên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Vân Triệt cũng vì một chiêu này mà toàn thân tiêu hao lượng lớn huyền lực, dẫn đến cơ thể suy nhược mà ngã xuống. Trong tích tắc, khi kinh khí tan đi, Sở Nguyệt Thiền thở vào nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc cũng kết thúc rồi. Thế nhưng bất chợt cảm nhận được uy áp mãnh liệt đang lao tới, ánh mắt của nàng không giấu khỏi sự thất kinh. Không ngờ rằng tên gia hỏa kia lại mạnh như vậy, Vân Triệt đã ngã xuống, nếu bị dính một đòn này của Nham Tương chiến tướng chắc chắn sẽ to đời. Không thể để sự nỗ lực của nam nhân kia trở nên vô nghĩa, trong lúc cấp bách, Sở Nguyệt Thiền đã chợt nhớ ra một cách. Rất nhiều năm về trước, sư phụ đã tặng cho nàng băng hồn châu, vật này trong lúc nguy hiểm có thể cứu được tính mạng. Không ngờ rằng hôm nay nàng thật sự phải dùng đến nó. Băng hồn kết giới có thể duy trì trong 5 canh giờ, huyền giả dưới thiên huyền cảnh sẽ không thể đả thương được nó. Bởi vậy, sau khi sử dụng bảo vật này, Sở Nguyệt Thiền tạm thời đã giúp Vân Triệt khống chế được đòn tấn công của Nham Tương chiến sĩ. Thời gian rất nhanh trôi qua, Vân Triệt từ trong cơn mê mơ hồ nhận ra mình không thể bỏ mạng tại nơi này, trong lòng hắn thầm nhủ. Tiểu tiên nữ, tiểu cô ma, tuyết nhược đều đang chờ ta. Mặt Lị cho ta cuộc đời mới, ta còn chưa hoàn thành lời hứa với nàng, lúc này tuyệt đối không được bỏ cuộc. Nghĩ đến đây, Vân Triệt gầm lên một tiếng, đại đạo phù đồ quyết, khai mở. Nhìn nam nhân kia đang đấu tranh trong thế giới của chính mình, Sở Nguyệt Thiền chỉ có thể cầu chúc cho hắn, thanh âm của nàng nhỏ giọng vang lên nói. Vân Triệt, người đã tạo ra kỳ tích cho bản thân, hiện giờ trên cơ thể người nhất định đang biến hóa thoát thai hoán cốt, người nhất định phải trụ vững đấy. Mà lúc này, trong thức hải của Vân Triệt, mặt Lị thất kinh hô lên, Vân Triệt đã đạt đến cực hạn đệ nhất trùng cảnh giới rồi, hiện tại vẫn đang tiếp tục hấp thu thiên địa nguyên khí, lẽ nào? Đang trong lúc nàng suy nghĩ thì Vân Triệt bất ngờ gần giọng hét lên, đại đạo phù đồ quyết, đệ nhị trùng đột phá. Nương theo thanh âm hắn vừa chấm dứt, Vân Triệt mở to hai mắt, một kích Phượng Dực Thiên Khung Vũ trong nháy mắt oanh kích về phía Nham Tương chiến tướng, khiến nó lập tức bỏ mạng. Điều này cũng đã giúp Vân Triệt thông qua vòng thí luyện thứ nhất, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, cửa ải tiếp theo sẽ còn khó khăn hơn nữa. Đến đây thì cũng hết tập 23 Nghịch Thiên Tà Thần. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.